Ok um, hình như nó bắt đầu rồi Ok xin chào các bạn um, cái, cái kênh này là cái kênh Podcast của mình như uh, nhiều bạn cũng biết thì uh, mình có một cái kênh YouTube khác lâu đời hơn nó khoảng chắc cũng 6 năm từ khoảng uh, tháng 9 năm 2017 thì tới bây giờ chắc cũng 5 năm mấy thì cái kênh đó là kênh của những cái video hay là những cái livestream được cắt ra để đưa cho các bạn và những cái live stream trực tiếp ở trên trang. Thì uh, tuy nhiên cái kênh này là cái kênh podcast thì nó có tên là Tuấn Lê Podcast. Thì uh, chắc các bạn cũng hiểu được cái mục đích của cái kênh là để làm những cái video podcast. Thì từ nào giờ những cái video podcast đó là mình mình thu sẵn và mình uh, chỉ phát lên nhưng mà không có hình thì những cái video đó tại sao mình lại làm? tại vì ở bên cái kênh kia, kênh YouTube kia hay là Facebook ấy, thì mình có nhiều live stream nhưng mà nó là trả lời những câu hỏi có tính tư vấn chứ nó không giống như một cái podcast tức là nó có một cái chủ đề nhất định. thì cái kênh này là kênh podcast có nghĩa là mình sẽ chỉ nói về mỗi lần mình nói về một hoặc hai chủ đề thôi nhưng mà thường thì một cái podcast thì nó chỉ có một cái chủ đề thôi Thì tới bây giờ thì thú thật các bạn khoảng 2 tháng nay mình cũng không có làm cái podcast nào Thật ra từ khoảng lúc quay về từ Việt Nam vào khoảng giữa tháng 1 thì tới bây giờ là đầu tháng 4 rồi Tức là cũng hai tháng rưỡi rồi, cũng chưa có dịp, có thời gian để làm podcast cho các bạn Thì nhiều bạn fan cũng chạy qua bên Facebook Và ở kênh Youtube kia họ cũng nói anh Tuấn ơi anh làm podcast đi Tại vì không biết sao nhưng mà các bạn lại thích podcast có lẽ tại vì cái chủ đề nó xuyên suốt hơn so với tư vấn ở những cái live stream. Thì mình nói với các bạn, mình có hứa mình nói mình sẽ quay lại đó, mình tiếp tục mình làm. Tuy nhiên cái quỹ thời gian thú thật cũng không nhiều. Thì tâm sự với các bạn chút, thì chút xíu chúng ta sẽ nói về cái podcast sau. Thì hiện tại vì cái quỹ thời gian đó nói một cách nghiêm túc là mình thật sự không có nhiều thời gian. Hiển nhiên cũng không phải là làm đầu tắt mặt tối. Mình vẫn có những cái quỹ thời gian riêng cho gia đình, cho bà xã, mấy đứa nhỏ, bản thân mình cũng có cái thời gian cho bản thân, giả sử như cũng chạy bộ rồi cũng dành thời gian để giải trí, rồi rất nhiều thời gian để đọc sách. Cũng như là tập luyện, tu luyện những cái tài liệu thì các bạn biết mình có một cái nghiên cứu về đam mê. À mình có một cái đam mê về nghiên cứu những cái những cái tài liệu mà nó chuyên sâu về những cái chủ đề mà mình quan tâm như là chữa lành, tình cảm, đại loại vậy. Và cái vấn đề cái cái chủ đề chữa lành nó 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 nở rộng lắm luôn. Thì những bạn nào theo lâu rồi chắc cũng thấy đó lý do tại sao mà mình một cách khiêm tốn thôi, mình thu thập được nhiều cái kiến thức ở nhiều nguồn khác nhau và đa số là những cái nguồn mà có tính chất nó gần gốc nhất hay là ngay gốc, tức là những cái nguồn mà từ những chuyên gia hàng đầu thế giới, và những cái research, những cái nghiên cứu của họ rất là thành công đó thì mình lấy từ những cái đó và mình học và mình ráp lại để nó ra cái cái chương trình của mình chính vì vậy cho nên mình dành thời gian nhiều cho cái việc đọc và nghiên cứu theo dõi chân của những người chuyên gia hàng đầu thế giới ở từng lĩnh vực đó ngoài ra thì ngoài cái thời gian riêng về cho gia đình cho bản thân giải trí và nghiên cứu thì mình cũng dành nhiều thời gian có thể nói là cái phần còn lại là cho công việc thì công việc cũng tách ra tức là cái mảng tình cảm chữa lành này và những cái và cái mảng khác giả sử như nhà hàng công việc làm rồi một số những cái đầu tư chỗ này chỗ kia thì cái mảng tình cảm này là cái hiện tại nó lấy thời gian của mình có thể nói là ở trong cái mảng công việc ấy, thì cái tình cảm nó chiếm chắc cũng phải 7 tới 80% tức là nó chiếm nhiều thời gian ở trong phần làm việc thì hiện tại cái lịch làm việc của mình mỗi ngày á nó, nó không hoàn toàn là mỗi ngày nhưng trong một tuần á Nó có những cái lớp sau đây Nó có 5 buổi cho các apprentice Thì apprentice một buổi học là 3 tiếng mình có mặt khoảng 2 tiếng cho tới nhiều lắm là 3 tiếng Nhưng mà thu thật lâu lâu cũng 4 tiếng Tại vì nhiều cái câu hỏi họ cuốn đi với những cái nghiên cứu Cho nên nó nó vui, nó hay và cũng kéo dài Nhưng mà cơ bản là khoảng 2 tiếng rưỡi và nhiều là 3 tiếng Thì là 5 buổi như vậy rồi lớp công dung ngôn hạnh thì một tuần mình dành cho họ khoảng 4 tiếng. Và cái lớp công dung ngôn hạnh tháng 9 này thì sẽ ngưng và sẽ không tiếp tục nữa. Bù lại thì sẽ trẻ ra những cái lớp chuyên đề khác để đỡ tốn thời gian hơn. Rồi cái lớp Zoom đường tới trái tim chàng thì một tuần bây giờ, ở thời điểm bây giờ mình dành cho nó là 4 tiếng và hai tuần mới có một lớp. Rồi tức là có cái cách thiết kế để không bị tốn nhiều thời gian, có các cốt phụ và có những cái phần thu sẵn chất lượng cao. Lớp hôn nhân hạnh phúc và true love cũng hai tuần có một lớp và mình cũng dành khoảng 4 tiếng cho cái lớp đó. Ngoài ra cái lớp chữa lành và thiết kế cuộc sống với luật hấp dẫn thì hiện tại cái tên nó là vậy. Thì lớp đó là một tháng mới có một lần. Nhưng mà một lần như vậy thì là hai buổi đó là 6 tiếng mình lại giảng trực tiếp. Ngày, tối hôm nay là là cái khóa khóa năm nè. Là hai buổi là khoảng ít nhất 6 tiếng rồi sau đó thực hành 10 ngày thì thực hành 10 ngày mình có mặt ít nhất cũng 8 ngày Thì uh, đó nó là nhiều rất là nhiều thời gian Và mỗi ngày như vậy mình dành cho họ khoảng 2 tiếng Thì khi có một cái chữa lành Bắt đầu nó tốn thời gian ghê lắm Ngoài ra đó là chưa nói tới phần chương trình đồng hồ cát Cho các bạn giảm cân Đó là chưa nói tới các lớp chuyên đề Chưa nói tới hai cái live stream Một tuần một cái live stream trên Facebook Một cái live stream, live stream bên Youtube Và cái này là cái podcast nữa đương nhiên ngoài ra nó còn những thứ khác có công ty cũng có những cái phần làm việc với nhân viên rồi các bạn biết sau hậu trường nó còn những thứ khác cái đó chỉ là cái phần mà mình trường mặt ra để thôi để để thực hiện những cái lớp học thôi ngoài ra một cái công ty thì đằng sau lưng nó phải có những cái phần làm việc như chuẩn bị cho bút kem chẳng hạn đồng phục của các bạn chẳng hạn tức là rất là nhiều thứ thì uh, cái thời gian đó mình dùng cũng nhiều mình nói ra tâm sự các bạn chút xíu để các bạn thấy rằng cái lý do tại sao mà cái kênh podcast mình mình không phải lơ là mà là mình thực sự không có thời gian Tuy nhiên vì nhiều bạn và mình cũng có cái, cái cái ý đó cũng có từ đầu từ bản thân mình chứ không phải vì ai nhưng mà tức là cũng tự nhiên bẻ vẽ chuyện ra chơi tự làm cho nó khổ thân như đó đại loại vậy đó. Vì mình muốn đi theo cái hướng chủ đề giúp cho các bạn tại vì các bạn cũng rất là tha thiết là muốn một cái podcast thì nó theo chủ đề còn tư vấn thì nó có vẻ như nó ngẫu nhiên theo cái tình huống của người khác. Cho nên là nhiều bạn cũng tha thiết nói anh Tuấn ơi anh làm podcast tiếp đi anh tiếp tục anh làm đi em chờ hoài Mình cũng nói là hứa là sẽ quay lại Đó lý do tại sao sắm cái micro nè Là tại vì cái podcast có cái micro thì âm thanh nó rõ hơn Còn trả lời livestream thì cứ nói thẳng vào cái máy tính thì đôi khi nó không được rõ Và đó là cái lý do tại sao có kênh podcast mà mình cũng cho các bạn hiểu tại sao hai tháng nay mình không có Hai tháng rưỡi này không có vô để làm cho các bạn được Tuy nhiên mình quyết định là mình sẽ sắp xếp thời gian mình làm Thế thì cái cách mình làm nó sẽ như thế này Mình không dám hứa trước một cái lịch cố định hàng tuần Thực sự không dám hứa trước Nhưng mà mình sẽ cố gắng nhiều nhất có thể Thì mình quyết định là Lúc đầu mình định là đưa cái chủ đề ra Thì các trợ lý sẽ đưa ra những cái chủ đề Mà họ coi từ những cái lời bình đó Nhưng mình nghĩ tại sao mình không làm theo cái chủ đề Mà các bạn nào nghe họ quan tâm cho nên là mình sẽ làm ra những cái podcast có theo cái chủ đề của người xem đương nhiên mình sẽ phải có sự sàng lọc trong đó sẽ có những cái chủ đề nó không thực sự là chủ đề là một cái câu hỏi ngắn hay gì đó thì từ những cái đó mình sẽ dần dần mình chọn ra cái chủ đề để làm podcast cho các bạn nhưng cơ bản là cái ý tưởng là cái chủ đề của podcast đó sẽ dựa vào cái mong muốn của các bạn cho nên mình sẽ mò lại cái kênh này và coi những cái như là ngày hôm nay đây Tức là nếu như các bạn có những cái ý tưởng gì hay các bạn có những cái mong muốn gì các bạn có thể viết xuống. Và từ đó mình sẽ thực hiện cái podcast theo cái theo cái mong muốn của các bạn. Ok ha, cho nên là tâm sự các bạn để các bạn biết rồi sau đó các bạn có thể đưa ra cái chủ đề và mình sẽ thực hiện theo cái chủ đề của các bạn. Ở đây mình thấy các bạn có ghi số cái câu hỏi ở ngay hiện tại đây. Thì cái này nó giống như là tư vấn vậy đó. Cho nên là các bạn có thể mình có thể từ đó mình sẽ coi và mình chủ đề hóa cái câu hỏi đó, tức là coi cái câu hỏi đó và đưa nó thành một cái một cái chủ đề và trả lời cho các bạn. Thế thì hôm nay mình làm được cái gì? Hôm nay mình sẽ ngay hiện tại đây có một bạn đặt cái câu hỏi vì sao phụ nữ lại dễ bị đổ sớm. Thì nó có thể là một cái chủ đề. Mặc dù nó là một cái câu hỏi nhưng mà nó cũng có thể là một cái chủ đề podcast. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ nói về cái chủ đề đó đi Tại sao phụ nữ lại dễ bị đổ sớm Ok Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cái tính sinh học Của một người phụ nữ Thì sinh học là cái gì có nghĩa là Là cái phần cứng của người phụ nữ Có nghĩa là cái phần này là cái phần Không thay đổi được Người phụ nữ là như vậy Thì điều đó, điều đó nó không có nghĩa là Người phụ nữ là luôn dễ bị đổ sớm nha Nhưng mình nói cái chữ sinh học nó có nghĩa rằng một cái gì đó nó thuộc phần cứng giả sử như là về mặt sinh học thì con người có một cái đầu, hai cái tay và hai cái chân. Đó, thì đó, đó là tính sinh học. Hay là con người chúng ta có não, giả sử vậy, đó là sinh học. Con người chúng ta có khoảng 100 tỷ tế bào thần kinh gọi là neuron, đó là sinh học. Con người chúng ta có những cái cảm xúc và những cái cảm xúc đó nó tương ứng với những cái chất truyền những thần kinh. Nó tiết ra ở đầu các dây thần kinh mà từ đó chúng ta có cảm xúc. Đó là sinh học. Đàn ông thì có testosterone Và ở đó anh ta có cơ bắp Anh ta có ham muốn tình dục Và đó là sinh học Giả sử vậy, mình nói để các bạn hiểu được cái chữ sinh học đó là gì Thế thì vì sao một người phụ nữ Dễ bị đổ sớm Người phụ nữ Được đấng tạo hóa tạo ra Với những chất truyền dẫn thần kinh Và những cái hormone Tức là những cái hóa chất nói chung Thì chất truyền dẫn thần kinh Và hormone là những cái hóa chất trong người và nó có những điểm giống với đàn ông Yes Nhưng mà nó cũng có nhiều cái khác với đàn ông Yes Nó khác như thế nào Nó khác về lượng Giá sử như đàn ông testosterone thì cao hơn phụ nữ Khoảng mười mấy, hai mấy lần Tùy vào độ tuổi Phụ nữ thì cái estrogen Hoặc là cái oxytocin Nó cao hơn đàn ông cũng mấy chục lần Đàn ông khoảng 5-7% của họ thôi Và vì những cái chất truyền những thần kinh đó Nó không những chỉ khác biệt tạo ra cái sự khác biệt về mặt cảm xúc mà nó cũng như tạo nhiều sự khác biệt về mặt cơ thể hữu hình và người phụ nữ á, thì về mặt tình cảm tại vấn đề chúng ta sẽ nói về dễ bị đổ sớm tại sao thì người phụ nữ được tạo ra với nhiều oxytocin thì oxytocin là một cái chất truyền những thần kinh mà trong nam và nữ đều có nhưng mà trong nam á, nó bằng khoảng 5-10% thậm chí không tới 10% 2, 3, 4, 5, -7% như người phụ nữ tức là ít hơn rất nhiều người phụ nữ và cái oxytocin đó cái cơ chế của nó ở trong những cái giao diện khác nhau chúng ta chỉ nói về tình cảm thôi về sinh học mình cũng thú thật không biết nhiều tới mức để có thể chia sẻ với các bạn nhưng mà vì chúng ta cũng chỉ nói về tình cảm thôi cho nên cũng may là cái oxytocin đó nó là những cái chất nó là cái chất truyền nhiễm mà tạo ra những cái cảm giác ở trong cái giao diện như thế này mẹ con khi người mẹ mang thai thì người mẹ sẽ rất cái cảm giác rất là gắn bó với con Tại vì oxytocin nó chính là cái Để sạc pin cho cái Cái đồ đo sức khỏe Không Có cái đồ sạc pin Tới lúc nó hết pin này Thì các oxytocin nó tạo ra cái gì đó? Vâng sự gắn bó mẹ con gọi là tình mẫu tử Đó lý do tại sao người mẹ trực tiếp Có cái oxytocin với con Rồi khi người mẹ cho con bú Cũng có cái oxytocin và các oxytocin nó ngoài cái việc nó làm cho người phụ nữ giảm stress nó làm cho người phụ nữ cảm giác cân bằng về mặt cảm xúc. Nó giúp cho người phụ nữ có cái độ nữ tính cao hơn. Thì cái oxytocin nó cũng là cái tạo cái sự gắn bó. Thì trong cái việc nuôi con thì cái gắn bó đó nó thành cái tình mẫu tử. Thế thì trong cái giao diện tình cảm thì oxytocin nó có cái tác dụng gì không thì câu trả lời là yes, nó có và rất nhiều. Và có thể nói cái oxytocin nó là cái chính ở trong cái phần cảm giác yêu của người phụ nữ. Thế thì người phụ nữ các oxytocin ăn nhậu gì trong cái chuyện mà họ Cái cuộc sống tình cảm của họ Thì khi mà một người đàn ông đến với họ Trong cuộc sống tình cảm Có nghĩa là người đàn ông thể hiện là anh có tình cảm với em Thật hay không thì không biết Tức là cái tình cảm đó Nó nghiêng về cái gọi là Tình cảm nghiêm túc Tức là theo cái cách nói của các bạn ấy. Tức là cái cảm giác yêu một cô gái đúng nghĩa Tức là rung động và yêu Tức là cái nhóm cảm giác chất lượng Cảm giác chất lượng là cảm giác mà nó sẽ nó có nó trên cái lộ trình đến hạnh phúc. Hoặc là anh ta có thể đến vì cái cảm giác không chất lượng, tức là cái cảm giác ham muốn về tình dục. Và người đàn ông họ có hai cái đó song song. Họ có thể đến vì một, họ cũng có thể đến vì hai, họ có thể đến vì tình cảm, họ cũng có thể đến vì tình dục. Thì trong cái tình cảm nó có cái tình dục. Tuy nhiên cái người đàn ông vẫn có thể tiếp cận mà thực sự không có tình cảm nhiều. Thế thì khi người đàn ông tiếp cận một cái cô gái thì anh ta sẽ thể hiện là anh ta thích cô gái và có lẽ chúng ta đi tới cái điểm này Thì nó sẽ bắt đầu cho các bạn thấy Lý do tại sao người phụ nữ dễ đổ Nếu như người đàn ông thể hiện cái tình cảm đó Và người phụ nữ đó Ở trong một cái trạng thái thăng bằng nha Chúng ta sẽ tách ra chúng ta nói thêm chút xíu Phần đó Thì người phụ nữ sẽ Nhận ra Tức là sẽ sàng lọc được Là cái người đàn ông này Cái nhóm tình cảm đó thuộc vào cái nhóm nào Và nếu như người phụ nữ mà thăng bằng thì họ sẽ nhìn thấy cái đó rất là đơn giản Thì cái đó nó được nhìn qua cái gì Tại sao người phụ nữ như thế nào Thì có thể nhìn ra và như thế nào là thăng bằng Thì mình tạm cho các bạn thấy cái hình ảnh đó đi Tức là một người phụ nữ Không dễ đổ vào những mối quan hệ không giá trị Ở đó họ có sự sàng lọc Tại sao họ có được sự sàng lọc Còn tại sao có người không có được sự sàng lọc thì không có được sự sàng lọc là những người phụ nữ mà có những cái tổn thương và nó dẫn tới cái gọi là khập khiễng thì bây giờ mình mở ngoặt đi vô cái phần chi tiết hơn Để các bạn thấy là tại sao dễ đổ Bây giờ chúng ta quay ngược Cái kim đồng hồ lại Vào cái quá khứ của những bạn nữ Thì bạn thấy rằng Một người phụ nữ lớn lên đó, Nó sẽ bị tác động bởi những cái thứ như sau Thứ nhất là gia đình, tức là cha mẹ anh chị em Bà dì sống chung Ông chú sống chung Bà chị ruột, đứa em ruột Rồi nữa nè, trường học Bạn bè Rồi nữa là xã hội rồi cái người phụ nữ nó lớn lên hồi đứa bé là đứa bé gái lớn lên nó có thể có có rất là nhiều những cái tác động vào nó từ lúc nó sanh ra nó biết mở mắt nó nhìn cho tới ngày hôm nay. Giả sử như con lần 12 tuổi à, mặc quần áo đẹp thì đứa con gái 12 tuổi tới cái tuổi dậy thì 13 tuổi tới tuổi dậy thì nó bắt đầu nó thích nó bắt đầu nó biết đẹp và cái đó là bản năng và là tốt cái não nó bắt đầu phát triển tới cái đoạn đó nó bắt đầu ý thức được tới nhan sắc nó bắt đầu ý thức tới nó đẹp người nó về mặt sinh học bắt đầu thay đổi ngực bắt đầu nở ra mông nở ra rồi những cái chỗ bộ phận sinh dục lông bắt đầu nó mọc ra nó là cái cái giai đoạn mà những học và chất truyền những thần kinh cũng như là não nó phát triển tới cái giai đoạn mà nó bắt đầu nó ý thức về cái tình cảm rồi cái đứng trước kiến nó dồn nó điệu nó lắc qua lắc lại giả sử vậy cái bà gì bà gì này thuộc dạng bà gì bốn mấy tuổi mà ế chồng á Bà nhìn và bà không có ưa Không biết tại sao Bà kêu độ ngựa Mới bị đặt con lít bị đặt đứng ngựa ngựa Mà đi vô đi Rồi giả sử vậy Nó tạo ra một cái tổn thương Thì mình chỉ đưa ra một cái ví dụ nhỏ thôi Và đứa nhỏ lúc đó đứa bé gái nó nhìn cho kiến Và bắt đầu nó cảm giác oh! Nó xấu hổ Và cái cái chấn động nó rất là lớn Tại vì ở ngay cái động đó Ở ngay cái đó Nó tạo ra những cái ý nghĩ Và nó ra cái cảm xúc ngay lúc đó thì cái ý nghĩ gì với ông cái này là sai Cái này là xấu bà gì bà không có cho Và bà, bà có vẻ ghét mình nữa Và cái này hình như là thiên hạ không có chịu Rồi nếu như mà giả sử đi vô gặp bạn Mà bạn cũng nói mày bị đặt Hay là nó bước đi ra đường Nó mặc áo nó có ngực và người đàn ông dồm dồm đó. Và nó, nó Những cái ý nghĩ đó nó đúc lại ra cho nó Thành ra là cái này là không tốt Và bắt đầu nó nó che lại Đại loại vậy đó và nó bắt đầu nó ra những cái gọi là sự tổn thương Tức là những cái ý nghĩ và những cái cảm xúc mà nó không nên có về cái việc gì đó trong tình cảm và mình vừa vừa đưa cho các bạn một cái ví dụ nhỏ trong cuộc sống mà nó có thể xảy ra trong một phút đồng hồ bạn tưởng tượng đứa bé gái lớn lên như vậy từ cha mẹ anh chị em bạn bè YouTube nó coi bạn bè nó bạn thích nó bạn ghét nó rồi à, cha mẹ đối xử với nhau chị em đối xử với nhau bà dì đối xử với nhau nó quan sát được ông hàng xóm ba hàng xóm. Và nó bị rất nhiều những cái tác động đó. Và nếu như mà nó không có được một cái người thân thường là cha hoặc mẹ mà cho nó một cái định hướng và gieo những cái hạt giống tốt cho nó để nó đón nhận được những cái sự kiện đó như chính nó là mà nó không được cái đó thì nó sẽ đón nhận theo cách của nó. Vậy hiển nhiên cái cách của nó là cái cách không chuẩn là tại vì nó làm gì có được ý thức để biết cái gì là chuẩn mà không và ở trong trạng thái không được hướng dẫn đó thì tất cả những cái cách đón nhận mà nó ngẫu nhiên hay là thả trôi đón nhận nó đó trở thành là đúng với nó và cái đó là chuẩn tức là cho dù gì nó đón nhận cách nào cũng là chuẩn với nó và nó lớn lên với cái đó và tạm giải thích là cái đó là sự khập hiện là tại vì đối với nó lúc đó là con gái là không được xí soạn cái đó là xấu rồi nhiều khi nó nghe giảng ở đạo đâu rồi nghe một người tu hành nào đó nói là cái diệt dục hay là cái tình dục là xấu xa đại loại vậy đại loại vậy và nó bắt đầu nó có những cái cách nghĩ theo nó đón nhận và ở đó nó có sự khập khiển rồi chưa rồi bắt đầu nó có một mối tình, hai mối tình, ba mối tình gì đó và ở những mối tình đó, vì cái phiên bản nó thì bị khập khiển như vậy rồi nó lại cặp kè năm 15, 17 tuổi hiển nhiên mối quan hệ không tốt được, không có đầu ra làm sao mà tốt nó quan hệ với những đứa bé trai cũng tuổi đó rồi nó có thể đi sâu hơn trong quan hệ tình dục rồi bắt đầu nó bị tổn thương, tức là nó lại tiếp tục cái chuỗi đó nhưng mà ở cái mức cá nhân, tức là trong cái giao diện tình cảm trực tiếp. Hồi trước là nghe bà gì đứa bạn YouTube ông hàng xóm, ba mẹ rồi lại tất cả những cái thứ đó. Ngày hôm nay thì là nó chính thức trực tiếp bị tổn thương trong tình cảm. Thực ra cái đó không phải là tổn thương nhưng vì chính nó không được hướng dẫn mà nó đón nhận như là sự tổn thương. Thì nó có một hai mối tình gì đó. Và rồi sau đó nó vác nguyên cái mà nó coi là mặc định là đúng đó. Mà mình gọi là sự khập khiển đó những cái cách nghĩ đó và những cái cảm xúc đó tới cái mối quan hệ mà bạn mà giả sử chúng ta đặt ra trong đầu của cái podcast này là có một người đàn ông đến với nó. Và ở đó với nguyên cái phiên bản đó nếu như mà nó bị thiếu thốn về tình cảm tức là cái cảm giác trong người nó thì các bạn biết là trong một người phụ nữ hay là người đàn ông tất cả chúng ta đều khao khát hạnh phúc. Nó là một cái gì đó có tính bản năng. Nó được cài đặt cứng ở trong con người chúng ta nó được để cài đặt vào trong từng cái DNA tức là từng cái 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 gen trong cái bộ gen của chúng ta trong những cái nhiễm sắc thể trong từng cái DNA tức là nó cốt vô tới cái phần cơ bản nhất nó được cài đặt vào trong đó cho nên nó là một cái gì đó rất là con người thì đấng tạo hóa đã tạo ra cái đó có sẵn cứng rồi không thay đổi được cho nên nó thể hiện ra chúng ta theo cái là tôi có nhu cầu tình cảm tôi muốn được hạnh phúc nhưng mà khi mà nó vào trong cuộc sống tình cảm thì mỗi lần mà cái cuộc sống tình cảm nó không được đi đến tốt đẹp Thì từ đó nó lại bị thêm một cái nhát đa dao Và cái đó nó là tổn thương Và khi nó tổn thương như vậy Thì nó lại càng bị theo cái hướng là không được đủ đầy Tức là cái nhu cầu đó chưa được giải quyết Mà ngược lại lại càng bị đi theo hướng ngược lại Là bị tổn thương thêm và cái sự tổn thương sâu hơn Nó chính là cái làm cho Cái cảm giác thiếu thốn đó Nó nhiều hơn và cái đó gọi là sự khập khiển Tại vì một cô gái chưa có mối quan hệ tình cảm Hay là ở hiện tại không có mối quan hệ tình cảm Không nhất thiết là phải khập khiển Nhưng mà vì những tổn thương cho nên nó, nó khập khiển Và chính vì cái sự khập khiển đó nó thể hiện ra như thế này nè Nó rất muốn có một cái mối quan hệ Mà nó bị vấp mấy lần rồi Và từ đó nó đúc ra những cái cách nghĩ Và những cái cảm xúc khác nhau Thì khi một người đàn ông đến Và ở trong cái trạng thái khập khiển đó Nó sẽ đón nhận chính xác như là cái phiên bản khập khiển và tại sao lại dễ đổ Quay lại cái phần oxytocin Nếu như mà nó cảm giác thiếu thốn về tình cảm Thì khi người đàn ông này tới Chỉ cần thể hiện ra một chút thôi Tức là anh ta có thể hoàn toàn không có tình cảm Chỉ là muốn tới và muốn tranh thủ Cái quan hệ tình dục thôi chẳng hạn Và nếu như nó không khập khiển Thì nó sẽ nhận ra rằng ở Cái người đàn ông này không có thật sự là có tình cảm Tại vì ở trong cái bản năng Mà lành của một người phụ nữ lành đó, là họ tự biết là cái này nó không ổn rồi cái anh này không thật lòng đi chơi không thấy ảnh công khai anh không thật sự thể hiện cái tình cảm mà nó có cái gì đó anh dí mình và theo một cái mục đích gì đó riêng rất là riêng giả sử vậy nhưng mà vì nó đã bị khập khiển rồi cho nên chỉ cần nhá ra một tí xíu thôi thì cái người phụ nữ này nhận được rất là nhiều và cảm giác đây là nhiều lắm nó giống như một người rất là khát nước cho nên người ta chỉ cần đưa cho một ly nước thôi là cảm giác đã chấp nhận tất cả trong khi một người mà người ta lành Người ta không khập khiển Anh đưa cho tôi ly nước nhưng mà tôi không khác Cho nên tôi cũng sẽ chọn lựa Tôi không tới cái mức thiếu như vậy Để có thể đổ một cách dễ dàng Và nó chính là cái oxytocin trong người phụ nữ Tại vì oxytocin là cái mà nó tạo ra Sự gắn bó Và ở trong cái giao diện tình cảm Thì bạn thấy sự gắn bó nó chính là sự chung thủy Và ở trong cái giao diện Của việc chung thủy với một người Mà người đó không yêu mình Lọc lại nha mẹ với con thì là mẫu tử gắn bó đúng không mình với đứa bạn thân thì là tình bạn cũng là gắn bó mình với một người đàn ông thì đó là chung thủy nó cũng là gắn bó nhưng mà mình với một người đàn ông mà không yêu mình thì lúc đó nó là phụ thuộc đồng ý không cho nên là người phụ nữ tại sao dễ đổ là tại vì họ cái cảm giác yêu của họ nó nó chính là được tạo ra bởi oxytocin và dopamine, hai cái thứ đó là chính nhưng mà các oxytocin là cái nó tạo ra cái sự gắn bó đó và nếu như họ vào một mối quan hệ mà ở đó người đàn ông không có tình cảm với họ hoặc chưa kịp có tình cảm với họ mà vì ở trong cái trạng thái khập khiển đó cho nên họ nhận một chút tình cảm đó tình cảm đó vẫn có thể là thật nha nhưng mà nó chưa tới cái ngưỡng để cho họ vào tới cái trạng thái này Tức là trạng thái gắn bó quá nhiều, quá nhanh, quá sớm. Trong khi người đàn ông thì lại anh chưa tới cái ngưỡng mà em nên như vậy. Và ở cái trạng thái người phụ nữ mà tới cái ngưỡng đó trong khi người đàn ông lại nói không anh thật sự thật lòng nhưng mà chưa tới. Thì cái người phụ nữ sẽ làm cho cái mối quan hệ đó bị hư. Là tại vì ở đó bạn bắt đầu bị phụ thuộc vào tại vì người phụ nữ mà đã vào trạng thái phụ thuộc thì ở đó sẽ bắt đầu có sự áp đặt. Bắt đầu sẽ có ra những cái sự mong đợi mà người phụ nữ đó không biết là mình đang áp đặt. Nó thể hiện qua gì bông qua ý nghĩ Qua cái cách chúng ta nghĩ Qua cái lời nói, qua cái sự kiểm soát Tại sao anh không đưa mật khẩu Facebook đây Có những bạn chỉ mới quen là bạn trai thôi Thì lại nghĩ là tại sao anh không đưa mật khẩu, mật khẩu Facebook Đó là một cái ví dụ về một người Mà đã hiện ra cái sự kiểm soát Ở một cái mức rất là cao quá Trong một mối quan hệ mới hẹn tôi Tại sao anh không đưa mật khẩu Facebook Ủa tại sao phải đưa mật khẩu Facebook Tại vì anh là người yêu của em Ủa tới vậy luôn đó hả bạn nói không đúng rồi phải vậy chứ điều đó nó nói lên cái cái mức độ áp đặt ở trong một mối quan hệ đó. Tại sao lại ra một cái mức độ áp đặt như vậy? Tức là khi mình kể ra như vậy thì nhiều bạn sẽ nhận ra là bà này đúng là quá đáng. Bây giờ bạn trai cái chuyện người ta Facebook người ta tại sao phải đòi mật khẩu? Nhưng mà giả sử là ở giao diện khác thì bạn lại bị. Giả sử như Ủa thấy anh sáng đèn trên Facebook tại sao nó không nhắn em? Chẳng hạn. Tức là khi mà chúng ta đã vào cái trạng đó, đó rồi thì thường là chúng ta sẽ bắt đầu có sự áp đặt, mong đợi và hiển nhiên cái đó, đó nó là sự khập khiển và nó làm hư mối quan hệ đi tới đây một số bạn cũng có thể sẽ thắc mắc nó ủa anh tuấn nhưng mình không được mong đợi hả câu trả lời nè mong đợi đó nó khác với cái gọi là kết quả nhiều người hiểu lầm cái kết quả với sự mong đợi nha tức là các bạn nghĩ rằng mình phải có quyền mong đợi thì thực ra chúng ta ai cũng có quyền mong đợi bạn muốn mong đợi cái gì cũng được bạn mong đợi là cái người này phải qua nó giúp bạn bạn à, muốn mong đợi cái đó là quyền của bạn Nhưng mà xảy ra hay không á, Là nó có cái quy luật của sự xứng đáng Cái gì nó xảy ra nó đều nên xảy ra Cho nên một số bạn Cảm giác rằng Ủa anh Tuấn nếu anh nói vậy thì Sai rồi tại vì cái quyền mong đợi là của em mà Thì câu trả lời là đúng Nhưng mà nếu nó không xảy ra thì bạn bị tổn thương Và bạn mong đợi không có nghĩa là nó sẽ xảy ra Tại vì cái nó xảy ra Là cái sự xứng đáng đó là cái kết quả nó lại khác Và thường nè Cái người mà mong đợi càng nhiều Thì cái kết quả càng thấp Lý do tại sao? Chúng ta làm hư cái mối quan hệ cho nên kết quả nó không tới được. Khi bạn mong đợi càng nhiều bạn kiểm soát và bạn làm hư mối quan hệ. Cho nên là có nhiều bạn sẽ nghĩ như thế này và đây là những bạn mà bị khập khiển tới mức mà tức là các bạn bị khập khiển mà các bạn không nhận ra đó và cũng không chấp nhận đó. nói là vào những mối quan hệ mà nói như anh vậy thì làm sao tốt được Ủa, được chứ thực ra nó là tốt đó. nhưng mà chính vì mình có sự mong đợi đó cho nên là nó làm tổn thương những cái mối quan hệ đi cho nên nó không tốt và đôi khi một số bạn lại bị học khiển tiếp Và lại nghĩ như thế này Mình phải tăng mức độ mong đợi lên Ở người sau mình phải khó hơn Mình chỉ cần làm thôi cần khó Tuy nhiên với cái chủ đề ngẫu nhiên ngày hôm nay Như một bạn nữ đưa ra Là tại sao phụ nữ là dễ bị đổ Là vì chính các một cái người phụ nữ đó Không có tự thân hạnh phúc Chưa có được cái giá trị của bản thân Chưa là một cái phiên bản Như một cái cây nó tự đứng được mà nó phải luôn dựa vào một cái gì đó Nó mới có thể đứng được Chính như vậy cho nên khi có một người đàn ông tới Là họ đổ và dựa vào ngay Tại vì họ không tự đứng được Thì mình dùng cái hình ảnh đó để bạn thấy tại sao dễ đổ Về mặt sinh học Cái lý do là vì oxytocin Thì bản thân oxytocin nó không có lỗi đâu Nó chỉ có lỗi khi chúng ta khập khiển Khi chúng ta không biết làm cho mình tự thân hạnh phúc Khi bạn không phải là một cái phiên bản Mà ở đó chính bạn là tốt đẹp trước Bởi bạn có Bạn là một cái thực thể độc lập bạn không cần phải phụ thuộc ai để được là tốt đẹp Ở một cái mức của một con người hay là một cô gái Cho nên nếu như bạn lành được Thì bạn sẽ là cái phiên bản đó Và ở cái phiên bản đó Bạn có thấy những cái điều này xảy ra Bạn rất khó bị chinh phục Bạn có sức hút rất là lớn Tại vì khi bạn tự thân hạnh phúc thì bạn sẽ đẹp Bạn sẽ lành Bạn sẽ nữ tính Và bạn sẽ khó bị chinh phục Tại vì tự bạn đã tốt rồi mà còn cái người là thiếu thốn tức là không có lành khập khiển thì thân thì không hạnh phúc luôn mong hạnh phúc từ người khác mang đến cho mình và rất là dễ đổ tại vì bản thân mình không tự đứng được chính vì vậy cho nên khi có mối quan hệ tình cảm vào làm hư rất là nhanh rất là dễ mà vẫn nghĩ là tại sai người vẫn nghĩ là tại người đàn ông vẫn nghĩ là số mình xui vẫn nghĩ là tại vì phận gái 12 bến nước phận hai không có 12 bến nước là người đàn ông là cái gì người phụ nữ là hơn nhau tấm chồng không no. hơn nhau bản thân, tại vì cái bản thân bạn quyết định cái tấm chồng đó đó, bạn là ai quyết định cái mình có, mà. nồi nào vung đó. Nếu như một số bạn nói là không hơn nhau tấm chồng có nghĩa là Hên xui, ông chồng tôi giỏi hơn ông chồng bà kia, thì tôi sẽ hơn bà kia. đúng cái đó là theo cái cách nghĩ khi việc đã xảy ra, nhưng bạn thấy nó xảy ra như thế này nè. Nếu như chúng ta gọi là mây tầng nào gió tầng đó, thì có nghĩa rằng vợ nào thì chồng đó đúng, không? nồi nào thì vung đó. Cho nên nếu như ông chồng của bà này Mà tốt hơn ông chồng bà kia chẳng hạn Thành đạt hơn, đẳng cấp hơn Thì có nghĩa rằng bà này cũng khá hơn bà kia Cho nên cuối cùng vẫn là phụ nữ hơn nhau Ở bản thân, chứ không phải hơn nhau Tấm chồng, tại vì bản thân đó Mấy tầng nào sẽ quyết định ông chồng Là gió tầng đó, cho nên nếu như nhìn Ông chồng tôi ngon, ông chồng bà thì là tôi ngon hơn bà <laughs> Rồi mình đúc lại Cái buổi podcast ngắn ngày hôm nay Với Cái chủ đề của bạn hồi nãy có một bạn đưa ra một cách ngẫu nhiên đó. Và như mình có tâm sự với các bạn ở đoạn đầu thì bạn nào không nghe hy vọng các bạn coi lại thì sẽ hiểu ở những cái podcast sau. Mình sẽ thực hiện nó như thế nào. Và các bạn có thể viết cái podcast nó vào ở phần cái lời bình đó tại vì cái livestream này á cái này là cái podcast live tức là trực tiếp cho nên là cái phần mà các bạn ghi đây nó sẽ hình như nó không có lưu lại. Mà chỉ có cái lời bình sau khi ngưng á nó mới lưu lại. Thì mình coi cái đó để chọn ra những cái nội dung làm những cái podcast sau hay là bữa nào nổi hứng lên thì thấy cái nội dung nào hỏi cứ làm podcast nội dung đó thôi rồi ngày hôm nay chúng ta sẽ ngưng ở đây mình rất vui khi hôm nay mình podcast live với các bạn lần đầu tiên trên cái kênh này và cho những bạn nào chưa biết thì mình có một cái kênh nữa đặt tên là chuyên gia tình cảm tuấn lê viết đủ dấu cũng trên youtube thì trong đó chỉ livestream trả lời câu hỏi thôi không có làm podcast cũng như trang Facebook tên là Tuấn Lê có dấu Đó là cái trang fanpage đó. Tức là cái trang mà ở đó mình tương tác với các bạn Thì hiện tại nó có khoảng gần 650 000 fan Thì mình nói về đây các bạn không lầm vào một số trang giả Dạo này trang giả cũng nhiều Mình cũng không ngờ là mình lớn lên đi làm Mình làm những công việc vậy mà tới có những người Người ta giả làm mình <laughs> Không ngờ một ngày đó có người lại muốn giả làm mình <laughs> Cha lùng cao mét 6 chẳng biết có cái gì mà phải giả Chả làm chi gì cũng biết <laughs> Rồi hẹn gặp lại các bạn sớm Ở cái lần podcast sau Như mình nói mình cũng chưa có lịch Và cũng chưa dám hứa chắc Nhưng mà từ từ hy vọng là cái thời gian có thể sắp xếp được Nó đều đặn để các bạn biết trước Xin chào các bạn, hẹn gặp lại Bạn nào mà đăng ký cái lớp chưa lành thì hẹn vào gặp tối hôm nay Mình là Coach Tuấn Lê, xin chào các bạn I love you